Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản dân vi xin kính chào cô dì chú bác các anh các chị các bạn nhé. Nhận diện thủ đoạn chống phá lực lượng công an nhân dân thời gian gần đây, đó là nội dung thứ hai. Bằng chiến lược diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu và các hoạt động phi chính trị hóa lực lượng công an, quân đội. Bọn chúng tìm mọi cách làm cho cán bộ chiến sĩ công an và quân đội suy yếu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Từ đó thúc đẩy các hoạt động tự diễn biến và phá vỡ tường thép quan trọng trong bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân. Do vậy, cần nhận diện thủ đoạn hoạt động mà các đối tượng sử dụng trong cái thời gian qua như sau. Đối với lực lượng công an này, thứ nhất, các đối tượng ra sức tuyên truyền xuyên tạc về bản chất cách mạng, chức năng nhiệm vụ tổ chức lực lượng công an nhân dân. Bọn chúng cho rằng công an là công cụ đàn áp của Đảng Cộng sản, hay rêu rao rằng bộ công an là lấn quyền và tạo hình ảnh bất khả xâm phạm, tìm mọi cách chia rẽ công an với nhân dân, với quân đội và các lực lượng khác trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thứ hai, bọn chúng lợi dụng việc một số tin báo điện tử trong nước đăng tin bài, hình ảnh phản ánh sai phạm của lực lượng công an địa phương trong điều tra một số vụ án và hành vi tiêu cực của cảnh sát giao thông để thổi phồng các vụ việc, lấy sai phạm của một số cá nhân để quy kết xuyên tạc, vu cáo, bóp méo sự thật nhằm bôi đen làm mất uy tín lực lượng công an, kích động quần chúng chống cán bộ công an thi hành công vụ. Đấy. Thứ ba, cố ý bôi nhọ, hạ bệ hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an. Thứ tư, đối với một số việc gây rối trật tự công cộng có tính chất nguy hiểm đối với xã hội phải sử dụng lực lượng cảnh sát cơ động đặc nhiệm để giải quyết. Các đối tượng cho rằng lực lượng công an nhân dân ngày nay không còn là của nhân dân, bảo vệ nhân dân mà là công cụ để bảo vệ quyền lợi của một nhóm người có chức có quyền, qua đó nhằm đối trọng nhân dân với lực lượng công an. Thứ năm, lợi dụng không gian mạng như YouTube, blog, Facebook vân vân để các thế lực thù địch phản động có cơ hội chính trị tạo lập hàng trăm tài khoản ảo, cắt ghép một số hình ảnh video liên quan đến lực lượng công an để đưa ra những bình luận ác ý, tung tin sai sự thật, bịa đặt nhằm công kích vào tâm lý người dân, gây sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin đối với chế độ. Đấy. Mà làm cái việc này nhiều nhất phải là trang báo Việt Tân, và cùng với đó là một số thành phần phản động ở trong nước, đặc biệt là cái nhóm dân oan tham về đất đai này này. Đấy. Với nhóm đánh bót BOT. Những cái âm mưu thủ đoạn trên ấy cần có cái cách nhìn khách quan toàn diện cụ thể như sau. Trước hết, cần khẳng định rằng trong bất kỳ một xã hội có giai cấp nào thì đều tất yếu là phải tổ chức ra lực lượng bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước đó. Đối với nước ta, lực lượng công an ra đời trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Đó. Thứ hai, ở Việt Nam, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động của lực lượng công an nhân dân được quy định rõ trong Luật Công an nhân dân, là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đấy. Đồng thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, luật cũng xác định những nhiệm vụ, quyền hạn của công an nhân dân. Về nguyên tắc tổ chức hoạt động của công an nhân dân ấy, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an, được tổ chức tập trung thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở. Đấy. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật, cấp dưới phục tùng cấp trên, dựa vào nhân dân và sự chịu sự giám sát của nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Một điều nữa, thực tiễn đã chứng minh công an nhân dân Việt Nam ấy, thực sự là đội quân tiên phong nòng cốt trong đấu tranh phòng chống phản cách mạng, chống gián điệp phản động, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đảng, chế độ, chính quyền, cách mạng, bảo vệ nhân dân. Cán bộ chiến sĩ công an từ trong quá khứ, hiện tại và tương lai luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống tổ chức đảng trong công an nhân dân không ngừng được củng cố và phát triển, lãnh đạo ở mọi mặt. Về công tác công an nhé, lực lượng công an được tôi luyện qua các thời kỳ cách mạng đã trở thành cái đội ngũ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, chỉ biết còn đảng thì còn mình. Đó. Trung thành vô hạn với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân. Còn nói về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc tổ chức hoạt động của công an nhân dân đã được pháp luật quy định. Và trong thực tế không có chuyện công an là công cụ đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam hay công an lấn quyền như những cái điều bịa đặt lúc nãy Dư Vi chia sẻ ở trên. Bọn chúng thường thường bịa đặt vu khống, tạo ra nói xấu lực lượng công an, trong đó có cả lực lượng quân đội, mà các thế lực thù địch phản động luôn luôn tìm mọi cách viết thư ngỏ hoặc xuyên tạc yêu cầu đảng phải rời xa, tách rời giữa lực lượng công an và quân đội, phi chính trị hóa lực lượng công an quân đội. Đó là cái việc mà bọn chúng thường xuyên làm, và Dương Vy cũng làm cái vấn đề này, chia sẻ vấn đề này rất là nhiều rồi. Một điều nữa, đất nước ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tổ chức vững, những cái kết quả đạt được trong cái công tác phòng chống dịch Covid-19, những cái nỗ lực không biết mệt mỏi trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung vừa qua là sự quyết tâm đồng lòng của cả nước, đó là sự thống nhất ý chí và hành động của toàn dân và hệ thống chính trị, trong đó có những người đóng góp quan trọng của cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, sự cống hiến hy sinh của lực lượng công an trong thời chiến cũng như thời bình là điều không thể phủ nhận, không thể chối bỏ như các cách mà các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị đã làm trong những thời gian vừa qua. Mặt khác, chúng ta không thể lấy những sai phạm thiếu sót của một vài cá nhân để quy kết sai phạm của các tổ chức lực lượng. Mỗi sai phạm, dù đó là ai đi chăng nữa, đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy tính chất mức độ sai phạm. Đấy, ngay cả cục trưởng các thứ, cục trưởng công nghệ cao và nhiều cán bộ công an cao cấp, tướng tá đều cho vào lò hết nếu mà sai vi phạm pháp luật. Cái âm mưu thủ đoạn ấy, và những cái việc làm của các thế lực thù địch ấy, là rõ ràng càng chứng minh tính chất phản động, phản cách mạng của họ. Thay vì những cái đóng góp cho việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội thì họ lại cố ý phá vỡ tính ổn định bằng những cái luận điệu phi lý, lố bịch. Đó. Mà từ trước giờ ấy, Dương Vy thử hỏi xem có lực lượng công an ở nước nào, police ở nước nào như police Việt Nam không? Chịu sự đánh đập của người dân trong cái vụ biểu tình đấy, gạch đá xong mới đây thôi, cái vụ ở Đồng Tâm, ba chiến sĩ cảnh sát đấy hy sinh đó. Ở nước ngoài không nói chuyện đó,